Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Món Ngon Dễ Làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món canh gao đắng nấu với cá ngát. Một món canh rất là dân dã và rất là thơm ngon tuyệt vời, rất là được ưa chuộng luôn, nhất là ở vùng quê miền Tây. Cá ngát thì thịt cá rất là ngọt, ngon, ăn rất là bổ dưỡng luôn. Còn gao đắng nó có cái vị đắng đắng, ăn rất là mát và có cái vị hương thơm rất là đặc trưng, rồi kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác nữa tạo nên món canh gao đắng nấu với cá ngát rất là thơm ngon tuyệt vời luôn. Các nguyên liệu và các gia vị của mình thì gồm có: hôm nay mình sử dụng khoảng 400g cá ngát, mình sử dụng một phần đuôi, một phần khúc đầu và một khúc giữa. Cá ngát thì rất là tươi và ngon, mình đã rửa qua nước muối với chanh để cho nó bán đi cái mùi tanh của cá. Và tô gao đắng nè quý vị. Tô gao đắng này thì ở miền Tây cũng có rất là nhiều, thường là mọc lên tự nhiên luôn nghe quý vị. Gao đắng thì nó cũng có nhiều hột nhưng mà không sao, ăn cũng rất là ngon. Các trái ớt, các tép tỏi, các cọng hành lá. Gia vị thì gồm có muối, bột ngọt, bột niêm, đường cát, dầu ăn và nước mắm. Các nguyên liệu và các gia vị để mình làm món canh gao đắng nấu với cá ngát cũng rất là đơn giản. Và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nghe quý vị. Trước tiên các cọng hành lá thì mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra luôn, để khi nào mà canh gao đắng nấu cá ngát của mình chín mình sẽ cho vào. Các tép tỏi thì mình đập cho nó dập dập, rồi sau đó mình băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn, để nữa mình phi trước khi mình nấu canh gao đắng với cá ngát. Băm ra thật là nhuyễn ra luôn nghe quý vị. Ớt thì mình sẽ sắc xéo xéo mỏng mỏng ra để mình cho vào trong nước mắm. Canh gao đắng cá ngát của mình sẽ nấu chấm với nước mắm nghe quý vị, rồi mình cho ớt vào. Và cái phần ớt hai trái nè quý vị, mình bỏ đi cái phần cuống nữa, mình cho vào trong chảo canh của mình luôn. Và bây giờ mình sẽ cho nước mắm vào trong cái dĩa, mình làm nước chấm trước luôn nghe quý vị. Rồi sau đó mình cho các lát ớt sắc vào, cho nó có cái vị cay cay của ớt cũng rất là thơm ngon tuyệt vời. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào. Khi nào mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho tỏi vào để mình phi. Trong lúc mình phi thì mình cũng đảo đều lên luôn nghe quý vị, để cho tỏi băm của mình nó sẽ vàng đều lên. Và sau một hồi phi thì tỏi băm của mình nó cũng đã vàng óng ánh rồi đó quý vị, nó rất là thơm luôn rồi đó quý vị. Thì mình sẽ cho nước lọc vào, mình cho cũng khoảng nửa lít nước lọc vào nghe quý vị. Tùy theo gia đình mình ăn súp nhiều hay ít mà mình cho cái lượng nước lọc vào nhiều hay ít nha quý vị, sao cho vừa ăn. Và bây giờ mình cũng cho các gia vị vào trong chảo canh luôn. Thì mình cho khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối, khoảng nửa muỗng cà phê bột niêm, khoảng một muỗng canh đường cát. Rồi sau đó mình đảo đều lên để cho các gia vị nó sẽ tan hết trong cái chảo súp của mình luôn. Khi nào mà nó thật là sôi lên thì mình sẽ cho cá ngát vào nghe quý vị. Và sau một hồi cái nước súp nấu canh của mình cũng rất là sôi lên rồi nè quý vị, thì mình sẽ cho 3 khúc cá ngát vào. Rồi tiếp tục mình nấu. Và trong lúc mình nấu thì mình để lửa cũng vừa vừa thôi nha quý vị, không lớn quá và cũng không nhỏ quá. Và trong lúc mình nấu thì mình cũng chở tới lui các khúc cá ngát của mình để cho nó chín đều hơn và nó ngấm các gia vị đều hơn. Đó, và bây giờ mình chở thêm một lần nữa nghe quý vị. Rồi chút xíu mình sẽ cho rau đắng vào. Cá ngát của mình cũng đã gần chín rồi đó quý vị. Và sau thời gian nấu nãy giờ, khi mà mình cho cá vào rồi thì cũng khoảng 4-5 phút đó quý vị, cá ngát của mình cũng đã chín rồi. Thì mình sẽ cho rau đắng vào, mình cho nguyên tô rau đắng vào. Rồi sau đó mình sẽ tắt lửa luôn nghe quý vị.
tại vì gạo đắng nó rất là mau chín khi mà mình cho vào trong cái chảo súp nấu canh của mình. Rồi thì mình sẽ tắt lửa luôn, rồi sau đó mình đảo gạo đắng đều lên. Gạo đắng mà mình nấu chín quá thì nó sẽ rất là đắng và nó không có được ngon nha quý vị. Cho nên khi mà mình vừa cho gạo đắng vào, mình sẽ tắt lửa luôn, rồi sau đó mình đảo đều gạo đắng của mình lên. Gạo đắng thì nó vừa chín tới thì ăn nó rất là ngon, nó không có đắng, nó chỉ hơi đắng đắng thôi. Gạo đắng này thì ở miền Tây rất là nhiều luôn nha quý vị, mọc tự nhiên luôn, không có trồng gì hết nha quý vị. Cho nên ăn rất là mát và rất là tốt cho sức khỏe luôn. Đó, và bây giờ mình sẽ cho hành lá vào luôn. Nguyên chảo canh gạo đắng nấu cá ngát của mình cũng đã chín rồi đó quý vị. Mình cho hành lá vào. Rồi sau đó mình sẽ cho hai trái ớt vào, với các lá ớt vào luôn. Chủ yếu mình tượng trưng cho nó đẹp mắt thôi. Nhìn đẹp mắt thì nó sẽ thu hút và nó sẽ hấp dẫn và nó sẽ ngon hơn nha quý vị. Đó, quý vị thấy nguyên chảo canh gạo đắng nấu với cá ngát cũng đã chín rồi nè quý vị. Một món canh rất là dân dã và rất là ngon tuyệt vời luôn, rất là được ưa chuộng, nhất là ở vùng quê miền Tây. Và bây giờ mình sẽ múc hết ra tô luôn nha quý vị, chuẩn bị mình dùng trong bữa cơm ở gia đình mình. Hôm nay nhà mình ăn cơm với canh rau đắng nấu với cá ngát và thêm một món mặn nữa là rất ngon tuyệt vời luôn. Mình nấu đầy một tô luôn á quý vị. Đó, đầy một tô luôn, rất là hấp dẫn. Và bây giờ mình quay cận lại nè quý vị. Canh gạo đắng nấu với cá ngát cũng đã chín rồi. Thịt cá ngát thì rất là ngọt, ngon, ăn rất là bổ dưỡng luôn. Còn gạo đắng thì nó có cái vị đắng nè, ăn rất là mát, ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn. Rồi mình chấm với nước mắm trong, mình cho vài lá ớt vào nữa. Rồi mình ăn với cơm trắng, thêm một món mặn nào nữa là rất ngon tuyệt vời. Một món canh dân dã rất là ngon và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi cơm món ngon dễ làm, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, cảm ơn quý vị rất nhiều.